Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video của bạn nha, bấm một like, đăng ký để cập nhật những video mới nhất từ mình nhé. Tiếp tục video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một dự án có tên là Barbie Swap. Mình nhận tóc cần Barbie nha các bạn. Thì chương trình này góp này nó còn 6 ngày nữa là end nha các bạn. Thì để tham gia ngày hôm nay các bạn click vào link mô tả dưới video mình. Nhiệm vụ đầu tiên của follow Twitter nữa. Rồi tự động nó follow luôn mà. Rồi tiếp tục mới nhấp vào follow Twitter tiếp theo nè. Rồi bạn nhấp vào join Telegram nè. Rồi các bạn join xào nha các bạn. Rồi các bạn bắt đắp lên nè. Mình bấm continue. Rồi các bạn follow. Detect continue. Các bạn cái này gì ta? Rồi các bạn chọn vào một cái bức ảnh nào đi các bạn. Rồi các bạn bấm continue các bạn. Tại đi. Rồi các bạn follow retweet nè, để Twitter nè. Like nè. Các bạn thích nè, giờ bạn tweet lên nè các bạn. Rồi các bạn bắt đắp lên nè. Rồi các bạn bấm vào continue. Rồi tiếp tục các bạn nhập địa chỉ bên B sở Machine Best20 trên chiếc chocolate cho các bạn vào. Nhiệm vụ khá là đơn giản. Làm rất là mau luôn nha các bạn. Rồi bạn dán vào bạn bấm continue nè. Rồi dự án này không có ghép gì hết. Rồi mình đã nhận được 6 tip. Giờ video mình đến đây cũng kết thúc rồi bạn. Mình chào tạm biệt các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.